Cô Liên xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài giảng của cô. Các em thân mến, rất vui vì chúng ta đã bước sang học kỳ 2. Và trong học kỳ 2 này thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với một trong những chương học đầu tiên vô cùng quan trọng. Đó là chương oxy không khí. Và một cái nội dung rất cần thiết trong phần này đó chính là oxit, loại hợp chất đầu tiên chúng ta học. Vậy thì oxit là những chất như thế nào? Nó có đặc điểm ra sao? Và nhìn vào một công thức hóa học chúng ta có thể nhận biết được đó là oxit hay không? Hãy cùng cô tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên các bạn cùng trả lời cho cô câu hỏi. Viết nhanh công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố hóa học sau với oxy. Ở đây là bảng nguyên tố nhé. Các nguyên tố này, natri, canxi, nitơ, sắt, lưu huỳnh và carbon. Đúng chưa? Vậy thì cô cho kèm theo hóa trị. Các bạn hãy viết công thức hóa học của nguyên tố đó với oxy. Giả sử như anh này, Na chẳng hạn, Na với O, chúng ta sử dụng quy tắc hóa trị để viết công thức. Na hóa trị 1, oxy hóa trị 2. Vậy thì theo quy tắc hóa trị, ta sẽ có công thức là Na2O. Tương tự như vậy đối với CaO, cả hai đều hóa trị 2 thì ta có công thức là CaO. Tiếp theo nào, nitơ trong trường hợp này hóa trị 3. Vậy công thức là N2O3, rất chính xác. Và nếu như nó hóa trị 5 thì công thức là gì? À đúng rồi, N2O5. Đó. Cái phần hóa trị này chúng ta phải thật sự nhuần nhuyễn nhé. Tại vì trong cái chương trình lớp 8 của chúng ta thì chúng ta sẽ gặp những cái hợp chất đầu tiên. Chúng ta sẽ vận dụng để nhìn ra hóa trị ngay lập tức. Đối với sắt thì sao nhỉ? Sắt hóa trị 2 ta có FeO, hóa trị 3 Fe2O3, đúng chưa? Lưu huỳnh thì sao? Hóa trị 4. Vậy ở đây nhá, bình thường thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đẩy chéo hóa trị xuống chỉ số của nguyên tố kia thì sẽ được công thức hóa học. Tuy nhiên là không phải lúc nào cũng đúng đâu. Ví dụ như SO4 này chẳng hạn, hai hóa trị của nó triệt tiêu được cho nhau, vậy chúng ta phải tối giản đã, đúng không? Anh này sẽ là SO2. Bạn nào hết S2O4 là không đúng đâu nhé. Tại vì đối với hợp chất vô cơ thì tỷ lệ về chỉ số của chúng là tối giản. Tương tự như vậy, đối với S hóa trị 6, ta có công thức là SO3. Carbon thì sao nhỉ? C hóa trị 2, CO. Và cuối cùng là CO2. Vậy, hãy nhìn vào công thức hóa học, nêu cho cô nhận xét về đặc điểm của các công thức này. Trước tiên, chúng ta nhận xét về số lượng nguyên tố. Có bao nhiêu nguyên tố nhỉ? Có 2 nguyên tố. Và trong đó một nguyên tố là oxy. Vậy đặc điểm chung của chúng đều như vậy. Và tất cả chúng đều được gọi với tên gọi chung là oxit. Vậy các bạn khái quát cho cô khái niệm oxit. Khái quát định nghĩa của nó, chúng ta sẽ thấy trước tiên nó phải là một hợp chất của mấy nguyên tố? Hai nguyên tố học. Và đặc biệt trong hai nguyên tố đó có một nguyên tố học là oxy. Đó, và những cái keyword chúng ta cần nhớ đó là hợp chất, hai nguyên tố và một nguyên tố là oxy. Chúng ta có thể lấy ví dụ những nguyên tố oxit mà chúng ta vừa làm ở trong ví dụ 1. Đó. Có thể là N2O, FeO, Fe2O3, N2O5 và N2O3. Hay là người ta gọi oxy một cái tên gọi khác, một cái khái niệm khác, đó là hợp chất của oxy và một nguyên tố học khác. Được chưa? Vậy thì cứ ở đâu chúng ta nhìn thấy có hai nguyên tố học thỏa mãn điều kiện nhất và có oxy là thỏa mãn điều kiện thứ hai thì chúng ta sẽ có được đó là hợp chất oxit. Điều kiện cần là phải có oxy và điều kiện đủ chỉ được có hai nguyên tố học thôi. Với những đặc điểm chúng ta khai thác được từ định nghĩa của oxit, các bạn có thể nói cho cô được chúng ta có thể sử dụng công thức chung nào đó để áp dụng cho oxit không? À, đúng rồi, có đúng không? Vậy thì công thức chung đó là gì? Chúng ta chuyển sang phần 2, công thức. Thế giả sử như cô gọi nguyên tố học khác oxy là M. Và cô có oxy, đúng không? Thế giả sử ở đây ta có trị số là X và Y.
Đó, công thức chung là như vậy. Vậy thì các bạn áp dụng theo quy tắc hóa trị, tìm ra cho cô cái mối liên hệ giữa chỉ số và hóa trị. À, đúng rồi, tích của chỉ số và hóa trị. Giả sử như cô gọi đây là N, oxy hóa trị 2. Vậy theo quy tắc hóa trị ta có là N nhân với X bằng 2 nhân với Y. Đúng chưa? Tại sao cô lại không lấy hóa trị của anh oxy là 2, cô đá xuống đây thì là NM2OX. Bởi vì có những cái trường hợp vô cùng đặc biệt. Ví dụ như trường hợp oxit của sắt. Các bạn nhìn thấy oxit Fe3O4 chưa? Đâu phải đây là hóa trị của oxy đâu. Đúng chưa? Cái trường hợp này thì người ta có thể coi đây là hỗn hợp của hai oxit của nó, FeO và Fe2O3. Được chưa? Cho nên chúng ta không nên đặt công thức là M2OX hay M2ON gì đó, bởi vì nó vẫn còn trường hợp của anh em. Trừ trường hợp mà chúng ta biết rằng không thể có anh Fe này là oxit thì chúng ta có thể đặt công thức là M2OY. Và thì công thức chung của một oxit sẽ có dạng là MXOY. Trong đó M là ký hiệu hóa học của nguyên tố khác oxy và XY lần lượt là chỉ số của M và O. Áp dụng quy tắc hóa trị thì ta luôn có N nhân X bằng 2. Vậy thì vận dụng cái lý thuyết này, chúng ta hãy cùng giải quyết một số bài tập. Cùng đến với ví dụ đầu tiên. Đó chính là bài 2 sách giáo khoa trong 91 với đề bài là lập công thức hóa học của một oxit của phosphor, biết rằng hóa trị của phosphor là 5. Được chưa? Tiếp theo, lập công thức hóa học của crom hóa trị 3. Lập công thức hóa học của crom 3 oxit. Crom 3 oxit. Đó là tên gọi của oxit, đúng không? Ở đây chúng ta biết là hai thành phần của oxit đó là crom, ký hiệu là Cr, và oxy. Trong đó biết crom hóa trị 3. Được chưa? Với đề bài đầy đủ như vậy, chúng ta hãy vận dụng quy tắc hóa trị để lập công thức hóa học của hai oxit này. Đầu tiên, đối với câu A, chắc chắn là ở đây ta sẽ có P và O. Biết được anh P hóa trị 5, oxy hóa trị 2. Là công thức vô cùng đơn giản, chúng ta thấy cái tỷ lệ này đang là tỷ lệ số nguyên tố giản. Chúng ta chỉ cần đưa hóa trị xuống làm chỉ số, đúng không? Hay nếu như chúng ta trình bày một cách nhanh chóng thì chúng ta có thể tóm tắt được quy tắc hóa trị. Cô gọi đây là X này, đây là Y này. Ta sẽ có X nhân với 5 thì bằng Y nhân với 2. Suy ra cái tỷ lệ này sẽ là 2/5. Hay công thức là P2O5. Còn nếu mà chúng ta làm trắc nghiệm ấy, rất là đơn giản thôi, ta viết luôn công thức là P2O5. Ở trường hợp B thì sao? Ta có Cr và O. Cr đề bài cho hóa trị 3, O hóa trị 2. Ta cũng đặt chỉ số là X và Y. Vậy theo quy tắc hóa trị ta sẽ có biểu thức gì? Chính xác, 3 nhân X bằng 2 nhân Y. Thì từ đó mình cũng suy ra được tỷ lệ tối giản về chỉ số là 2/3. Và đó kết luận công thức thôi, Cr2O3. Ví dụ rất đơn giản đúng không? Về sau chúng ta, người ta sẽ không yêu cầu chúng ta làm như này. Người ta chỉ bảo chúng ta tên gọi và chúng ta phải tự viết công thức hóa học. Vậy thì làm thế nào để cô gọi tên được crom 3 oxit hay là P2O5 thì cô sẽ gọi tên như thế nào? Chúng ta hãy chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Trước tiên hãy cùng trả lời một câu hỏi. Cho một số oxit sau: SO3, Na2O, CO2, ClO, P2O5, CuO. Dựa vào thành phần nguyên tố, hãy phân loại oxit trên thành hai nhóm. Dựa vào thành phần nhá. Chúng ta biết là oxit lúc nào thì cũng oxy rồi, với cái điểm khác biệt đây chỉ là nguyên tố khác thôi. Vậy thì hãy chia loại ra cho cô. À, cô gợi ý nhá. S và Na khác nhau căn bản là điều gì?
Chính xác, đó là S là phi kim, còn natri thì là kim loại. Được chưa? Gợi ý như vậy các bạn đã phân loại được chưa? À, vẫn loại được rồi thì hãy cùng nhìn đáp án của cô nhé. Đó là hai nhóm SO3, CO2, P2O5 là nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai, N2O, CaO và CuO là nhóm thứ hai. Căn cứ để chúng ta chia nhóm này, đó là nhóm 1. Đó là những oxit của oxy và phi kim. Còn nhóm 2 là oxit của phi oxy và kim loại. Được chưa? Vậy thì ở trong hóa học người ta sẽ gọi hai loại này như thế nào? Nào, chúng ta đến với phần phân loại hai loại chính của oxit, đó là oxit axit và oxit bazơ. Oxit axit thì được định nghĩa là một oxit mà tạo bởi phi kim và oxy có trong một axit tương ứng thì gọi là oxit axit. Nghĩa là oxit axit này là tiền thân của một axit. Khi mà nó cộng với nước thì sẽ tạo được axit. Người ta gọi những oxit như vậy là oxit axit. Ví dụ đó có thể là những oxit mà chúng ta vừa thấy ở trong ví dụ trên. SO3 tương ứng với axit H2SO4, CO2 thì tương ứng với oxit axit H2CO3, P2O5 thì tương ứng với axit H3PO4. À, cái khái niệm axit chúng ta chưa được học trong học nhưng chúng ta đã nghe rất nhiều trong đời sống thực tiễn, đúng không? Vậy thì cô có thể khái quát cho các bạn những axit là những chất có đặc điểm chung là đều bắt đầu bằng hiđro. Đó. Và loại oxit thứ hai là oxit bazơ. Nó sẽ là một oxit tạo bởi kim loại và oxy. Có một bazơ tương ứng thì nó sẽ là oxit bazơ. Ví dụ như những oxit chúng ta thường thấy, N2O thì bazơ tương ứng của nó là NaOH, CO thì bazơ tương ứng là CO2 lần, CO thì bazơ tương ứng là CO2 lần. Chúng ta thấy rằng là nếu như xét về đặc điểm cấu tạo thôi thì sẽ chỉ có hai loại oxit, đó là oxit phi kim và oxit kim loại. Tuy nhiên xét về cái đặc điểm hóa học thì sẽ có hai loại là oxit axit và oxit bazơ. Đúng chưa? Vậy nhưng trong chương trình lớp 8 ấy thì chúng ta sẽ chỉ người ta sẽ chỉ kiểm tra chúng ta ở cái mức cơ bản, đó là những cái oxit nào mà nó tạo từ phi kim và oxy thì đó là oxit axit, những oxit nào tạo từ kim loại và oxy là oxit bazơ. Có một số trường hợp ngoại lệ thôi. Thì giả sử như ở đây. Cô viết sang đây nhé, cho chúng ta quan sát nhé. Oxit axit. Chúng ta thấy là thường thôi nhé. Viết hoa từ thường này. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà là thường. Sẽ là phi kim cộng với oxy. Được chưa? Một số trường hợp ngoại lệ. Lên lớp 9 thì chúng ta sẽ học kỹ phần này. Nhưng mà chúng ta sẽ biết ngoại lệ, ví dụ như là CO chẳng hạn, hay là NO đó, vân vân. Đây không phải là oxit axit mà về sau chúng ta gọi một tên gọi khác là oxit lưỡng tính. Còn oxit bazơ thì sao? À, rất chính xác. Nó sẽ có cấu trúc thường là kim loại, đúng không? Cộng với oxy. Được chưa? Một số ngoại lệ. Ví dụ là anh là Al2O3. Đấy, anh này thì lại có tính chất là nửa này nửa kia. Người ta gọi là lưỡng tính đấy. Hoặc là anh Mn2O7. Chúng ta nhìn thấy đây là một kim loại với oxy, đúng không? Nhiều bạn kết luận ngay là oxy bazơ. Tuy nhiên anh này là oxy axit. Đó. Một số kim loại nhiều hóa trị thì ở những cái hóa trị cao hơn nó thường có thể chuyển loại oxit là oxit axit. Được chưa? Rồi, đó là cái sự phân loại. Cái sự phân loại này sẽ ảnh hưởng đến cái tên gọi như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sang phần tiếp theo. Cùng đến với phần 4 nhỏ, đó là cách gọi tên. Thì đối với một oxit, tên gọi của nó sẽ gọi đầy đủ thành phần. Đó là một tên một nguyên tố hóa học khác và oxy. Vậy tên của nó sẽ cấu trúc chung là tên nguyên tố cộng với oxit. Thế giả sử nhá, như là N2O này, các bạn đọc sẽ là gì? Natri oxit, chính xác.
Cô viết natri nhá. Rồi, tiếp theo. Ví dụ như cô có MgO. Các bạn làm tên oxit này cho cô nào. Magie oxit là chính xác. Vậy thì tiếp tục một oxit nữa nhé. Sắt oxit, đúng không? Nào, cô viết sắt oxit. Vậy thì nếu như cô viết một oxit nữa của sắt, Fe, chúng ta sẽ đọc là gì? Cũng là sắt oxit à? Vậy thì làm sao phân biệt được với Fe2O3? À, đúng rồi. Các bạn nhận xét gì về những kim loại trên này? Chúng chỉ có một hóa trị duy nhất. Vậy thì khi đọc tên, chúng ta sẽ lưu ý rằng chỉ đọc tên của nó kèm với oxit. Còn đối với những oxit của kim loại nhiều hóa trị, chúng ta sẽ cần phải phân biệt bằng cách thêm hóa trị. Như ở trên, ta thêm hóa trị 3 trong hoặc. Được chưa? Vậy tương ứng ở dưới ta sẽ có công thức FeO có với tên gọi là sắt 2 oxit. Vậy thì chúng ta có một chú ý, đó là nếu như kim loại có nhiều hóa trị thì chúng ta sẽ đọc kèm hóa trị và cộng với oxit. Lưu ý là hóa trị ở đây mình sẽ viết ở dưới dạng số La Mã, không phải là cô viết số 2 được đâu. Đây là quy ước rồi, chúng ta sẽ phải viết ở số 2 La Mã. À, chúng ta bàn quá nhiều về kim loại. Thế giả sử như cô có oxit của phi kim chẳng hạn. Đây, cô sẽ gọi là gì? Carbon oxit. Carbon oxit. Vậy giả sử cô có một oxit của carbon là CO2. Vậy thì cô làm sao để phân biệt được anh này với anh dưới? À, như bạn bảo là cô bây giờ cô thêm cho con, cô thêm hóa trị vào đây, giống như kim loại. À, cũng là một ý tưởng. Tuy nhiên là ở trong phi kim thì nó có nhiều hóa trị lắm, và người ta sẽ sử dụng các tiền tố. Ở đây số 2 thì tương ứng với tiền tố là đi. Vậy người ta vẫn đọc như bình thường tên của phi kim, carbon. Và ở đây có hai oxy thì người ta thêm chữ đi và đôi oxy. Đó, carbon dioxide. À, một cái tên của một chất khí đúng không? Thứ này dùng rất nhiều. Ra nghe thấy rất là nhiều rồi. Carbon dioxide, và trong đời sống tên thường gọi của nó là carbonic. Đúng không? Vậy thì 2 là đi. 3 tương ứng là gì các bạn? À, cô giới thiệu cho các bạn. 3. 4 là tetra. 5 là penta. Đó. Và thường thì ở trong chương trình trung học cơ sở chúng ta sẽ học đến 5 thôi. Đó. 2 là đi, 3 là 3, 4 là tetra, 5 là penta. Vậy lưu ý số 2, đối với phi kim nhiều hóa trị thì chúng ta sẽ gọi kèm tiền tố chỉ số lượng nguyên tử trước tên phi kim hoặc oxit nếu như có. Và thường rất nhiều bạn thích đọc tên của anh này. Nào, các bạn đọc cho cô nào. 2 là đi, tên của nó là phosphor. 5 là penta, tên cái đuôi đằng sau là oxit. Vậy ta có là diphosphor pentaoxit. Đó, cái tên rất là kêu đúng không? Diphosphor pentaoxit. Đó. Một anh rất là kêu. Và khi nhắc đến cái anh này thì các bạn sẽ nhớ luôn được tiền tố 2 và 5. Được chưa? 2 và 5 dùng khá nhiều. 3 nữa cũng nhiều. 4 thì tương đối ít. Được chưa? Đó, đó là cách gọi tên của oxit. Vậy chúng ta vận dụng những lý thuyết đại học để giải quyết các ví dụ sau này nhé. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi giải quyết ví dụ số 2. Chính là bài 4 sách giáo khoa trang 91 với đề bài là: cho những oxit có công thức hóa học sau: SO2, N2O5, CO2, Fe2O3, COO và CLO. Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, chất nào thuộc loại oxit axit? Và như cô đã nói với các bạn, ở trong chương trình lớp 8 thì chúng ta chỉ cần phân biệt dựa vào đặc điểm cấu tạo thôi.
Những oxy axit thường là oxit của phi kim và oxy, còn oxit bazơ thường là oxit của kim loại và oxy. Vậy thì căn cứ vào đó chúng ta hãy phân loại cho cô nhé. Nào, SO2 thuộc loại gì? À, cô viết tắt nhé. Oxit axit thì cô viết là OA. Được chưa? Rồi, N2O5, N là nitơ. Vậy nó cũng là oxit axit. Được chưa? CO2 thì sao? Chính xác, oxit axit. Fe2O3, sắt đúng không? Vậy nó là oxit bazơ của kim loại và oxy. COO, oxit bazơ. CaO, à, đúng rồi, oxit bazơ. Đó, rất là nhanh chóng chúng ta đã phân loại được rồi. Nào, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Cùng đến với ví dụ số 3. Có đề bài như sau. Cho những hợp chất có công thức hóa học sau: Na2O, NaCl, MgO, MgS, Ag2O, SiO2, CO2, CO, CaC2, NO, NO2, N2O, SO2, SO3, SF6, CR2O3, FeO, Fe2O3, FeS, PCl5 và P2O5. Người ta hỏi chúng ta là chất nào là oxit? À, đúng rồi, kiểm tra về định nghĩa. Tiếp theo, gọi tên các oxit đó. Vậy thì nhắc lại cho cô, oxit đó là hợp chất của một nguyên tố khác với oxy. Điều kiện cần chắc chắn là phải có oxy, đúng chưa? Và thứ nhất, thứ hai nữa là phải có hai nguyên tố học. Vậy chúng ta nhìn tất cả các chất đây đều là hai nguyên tố học. Chúng ta chỉ cần kiểm tra xem rằng có nguyên tố oxy là trong công thức đó không. Đầu tiên, N2O thì sao nhỉ? Có. NaCl? À không, cô có thể gạch đi và chúng ta cùng nếm nhìn nhá. MgS? MgS cũng không phải. Ag2O? Chính xác. SiO2? CO2? CO2? CaC2? Không có oxy đúng không? NO? NO2? N2O? SO2? SO3? SF6? Đúng rồi. CR2O3? FeO? Fe2O3? FeS2? Không phải đúng không? PCl5 cũng không phải. Và cuối cùng là P2O5. Được chưa? Và cách gọi tên thì chúng ta sẽ dễ nhất là các bạn phân loại ra. Một bên là oxit phi kim và một bên là oxit kim loại đúng không? Tại sao cô không nói là oxit axit bazơ và oxit axit nhỉ? Tại vì có những chất như này. Đây, nếu mà chúng ta phân loại ra là oxit axit thì nó không đúng. Được chưa? Ý A, chúng ta vừa làm rồi đúng không? Các bạn liệt kê ra. Ý B, chúng ta sẽ viết là một bên là oxit phi kim. Đó. Một bên là oxit kim loại. Đó. Sau đó là chúng ta đưa vào đây Na2O. Đó là oxit kim loại. Tên nó là gì các bạn? Natri oxit. Được chưa? Còn gì nữa không? MgO. Đúng rồi. MgO. Magie oxit. Rất đơn giản, đối với những kim loại mà có một hóa trị, ta chỉ việc đọc tên của nó và thêm đôi oxit thôi. Tiếp theo, Ag2O. Ag cũng có một hóa trị, vậy đây là bạc oxit, chính xác. Được chưa? Gì nữa? SiO2. SiO2 là silic oxit. Cô xin lỗi. Silic là một phi kim. Vậy thì ở đây mình sẽ phải chuyển sang cột bên này. Khi mà đọc với phi kim chúng ta phải lưu ý gì nhỉ? À đúng rồi, phải có tiền tố chỉ số lượng nguyên tử. Ở đây silic có một, vậy ta không đọc. Hoặc là các bạn có thể đọc là mono, nhưng tùy, thường thì người ta nếu có một ấy, thì người ta sẽ không đọc cái tiền tố đấy. Vậy đọc tên đây là gì nhỉ? Silic dioxit. Đúng rồi. Tiếp theo, CO2.
Ha, à, được ví dụ này đúng không? CO2 là carbon dioxide. Và CO là carbon oxide. Tiếp đến anh NO. Nitơ oxide, rất chính xác. NO2 thì sao nhỉ? Nitơ dioxide. À, chúng ta nhìn thấy cái tiền tố đi sử dụng rất nhiều đúng không? NH2O. À, đi nitơ oxide nhá, nhớ xem cái tiền tố đi ở đâu để biết rằng là chỗ nào với công thức hóa học. NH2O. Đi nitơ oxide. Tiền tố đứng trước tên phi kim đó thì đó là có bấy nhiêu phi kim, còn đứng trước chữ oxide thì có bấy nhiêu oxide. Nào, tiếp theo. SO2 lại tiếp tục là một oxit phi kim đúng không? S thì tên là lưu huỳnh và thêm với tiền tố đi ta có lưu huỳnh dioxit. Tương tự như vậy thì SO3 có công thức là có tên gọi là lưu huỳnh trioxit, 3 là 3. Được chưa? Rồi, Cr2O3. Cr là một kim loại. Vậy chúng ta chuyển sang bên này. Crom thì có nhiều hóa trị, vậy ta điền thêm hóa trị nữa. Cr2O3, đọc cho cô tên nó nào. Crom bauxit. Lưu ý là viết số La Mã nhá, hóa trị của nó. SL, lại là một oxit có nhiều hóa trị. Đây, sắt có hóa trị 2, vậy ta viết là sắt 2 oxit. Được chưa? Tiếp theo, Fe2O3. Sắt 3 oxit đúng không nào? Và cuối cùng P2O5. Cái oxit này cô rất thích đọc tên. Đó là diphosphopentaoxit. Được chưa? Đó. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong ví dụ 3, cũng chính là ví dụ khép lại nội dung bài học ngày hôm nay. Chúng ta nhớ cho cô, oxit sẽ là hợp chất của oxy. Vì vậy trong oxit nhất định phải có oxy. Và điều kiện thứ hai đó là oxit thì có hai nguyên tố học. Vậy ta phát biểu định nghĩa của oxit, đó là hợp chất của oxy. Trong đó thì chỉ có hai nguyên tố học. Hoặc là các bạn có thể phát biểu theo cái định nghĩa ban đầu của cô, đó là hợp chất có hai nguyên tố học và một trong đó là oxit. Và cũng dựa vào cái đặc điểm cấu tạo mà oxit có thể chia làm hai loại chính là oxit phi kim và oxit kim loại. Tuy nhiên dựa vào cái đặc điểm hóa học thì nó có thể chia làm nhiều loại hơn và có hai loại chính theo đặc điểm hóa học, đó là oxit axit và oxit bazơ. Oxit axit thì có những axit tương ứng, oxit bazơ thì có những bazơ tương ứng. Và cái dựa vào cái sự phân loại thì người ta cũng có thể biết được tính chất của nó, dự đoán tính chất, được chưa? Và phần cuối cùng là phần gọi tên của oxit. Thì chúng ta nhớ đối với phi kim thì ta sẽ thêm tiền tố đi là 2, tri là 3, tetra là 4, penta là 5, thường chỉ đến 5 thôi. Còn đối với oxit kim loại thì nếu nhiều hóa trị ta thêm, đúng rồi, kèm hóa trị của số La Mã. Thế tại sao cái bài tập này, cái phần này thì nó lại quan trọng? Vì cô đã nói rồi đúng không? Oxy là một trong những cái nội dung quan trọng trong đề thi học kỳ 2 luôn, đúng không? Và cái phần này là hợp chất, loại hợp chất đầu tiên chúng đã học. Thì chúng ta phân biệt được các tên gọi của nó giúp ích chúng ta rất nhiều trong việc mà chúng ta học các chất sau. Tôi rút ra được rằng là
tên gọi của một chất thì chúng ta sẽ gọi đầy đủ thành phần. Vậy chỉ chúng ta cần biết cái thành phần thôi, và sau gọi theo quy tắc gọi tên cái thành phần đó. Vì sao các bạn có thể gọi tên cái acid này, bazơ này, muối này, thì nó cũng đều tuân theo một quy tắc, đó là trong thành phần của cái hợp chất đó có gì ta gọi tên đầy đủ là xong chưa. Rồi, vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hy vọng rằng là sẽ gặp lại các em trong video sớm nhất. Các em hãy cùng ấn theo dõi kênh để có thể xem những bài giảng tốt nhất của cô, và nhấn vào cái chuông để có những video mới của các thầy cô giáo khác chúng ta cũng có thể xem luôn, được chưa? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.